Đây là cái con Amri Riang BRO 9090 2. Thì nó đang hát thì không hiểu tại sao đèn báo tín hiệu thôi vẫn nhấp nhấp nha các bạn, mà tại sao nó không ra tiếng, không biết nó bị sao nữa. Mình là dân tai ngang thôi, chơi nhạc thì có chơi nhưng mà điện tử trong cái ruột của nó thì cũng không biết gì hết. Giờ cũng định đem ra thử cho nó coi mà mình từ từ mình đem ra thật, mình muốn tự khám phá ra coi nó bị như thế nào nha các bạn. Giờ mình sẽ dở cái hộp này ra, mình sẽ xem bên trong nội thất của nó xem nó bị như thế nào nha. Rồi đây là cái con Amri của mình. Thì nó thẳng ra thì cái ly này trước nó bên trong nó không có được như vậy đâu, nó rất là đơn sơ các bạn, nó chỉ có bốn sò thôi, tụ nguồn thì cục nguồn thì rất là bèo, mình thì cũng mới độ lại hay là cục nguồn 20 đi 4 tụ, tụ 63V. Rồi giờ mình cũng giống như là thằng mù mò đường đi vậy, không biết gì đâu coi. Coi nó có bị đứt dây, chảy dây, trái dây vô. À đây, đây rồi, anh ta bị đây rồi. Đây là dây nguồn ra của lo bạn ơi. Rồi, nguồn ra của lo đây. Chắc là đánh lo lớn quanh dây chịu nổi, cháy đứt luôn rồi nè. Hàng gì nó để tín hiệu vẫn nháy nháy nhưng mà nó không ra tiếng. Cái này thì đơn giản mà, không có gì đâu ta. Mình tự chơi luôn, tự xử luôn nha các bạn, mày dễ mà. Giờ mình không có mua hàng thì mình tháo cái đuôi ra, mình đi ra tiệm cho nó hàng rồi về mình nói vậy là thôi. Sò 8 con, sò lớn nha các bạn, đánh thì cũng ok, cặp lo 4 tấc.